Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Thánh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin phép được tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Trung. Phẩm thứ 5, tên các địa ngục. Khi bấy giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Đức Địa Tạng rằng: Thưa bậc nhân giả, ngài về trời rồng tám bộ lại vì hết thảy chúng sanh đời này đời sau mà nói danh hiệu của các địa ngục là chỗ thụ báo tội khổ chúng sinh ở cõi Sa Bà cùng Diêm Phù Đề, và nói những sự quả báo không lành làm cho chúng sinh trong thời mật pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng đáp: Xin thưa nhân giả, nay tôi nhờ có uy thần của Phật và sức của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những tội báo và sự ác báo. Xin thưa nhân giả, ở về phía đông nam Diêm Phù Đề có một dãy núi tên gọi Thiết Vi, núi ấy tối om không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, trong có ngục lớn là Cực Vô Gián, lại có địa ngục gọi là Đại A Tỳ, lại có địa ngục gọi là Bốn Cạnh, lại có địa ngục gọi là Sao Bay, lại có địa ngục gọi là Tên Lửa, lại có địa ngục gọi là Núi Ép, lại có địa ngục gọi là Giáo Đông, lại có địa ngục gọi là Xe Sắt, lại có địa ngục gọi là Giường Sắt, lại có địa ngục gọi là Châu Sắt, lại có địa ngục gọi là Áo Sắt, lại có địa ngục gọi là Nghìn Sao, lại có địa ngục gọi là Lửa Sắt, lại có địa ngục gọi là Đồng Sôi, lại có địa ngục gọi là Ôm Cột, lại có địa ngục gọi là Lửa Văng, lại có địa ngục gọi là Cày Lưỡi, lại có địa ngục gọi là Chém Đầu, lại có địa ngục gọi là Thiêu Chân, lại có địa ngục gọi là Móc Mắt, lại có địa ngục gọi là Viên Sắt, lại có địa ngục gọi là Cãi Cọ, lại có địa ngục gọi là Dìu Sắt, lại có địa ngục gọi là Nóng Giận. Ngài Địa Tạng Bồ Tát lại thưa rằng: Xin thưa nhân giả, trong núi Thiết Vi có những địa ngục vô số như thế, nhiều không thể kể. Lại còn có những tên ngục gọi là địa ngục kêu gào, địa ngục lôi lưỡi, địa ngục phân tiểu, địa ngục khóa đồng, địa ngục voi lửa, địa ngục chó lửa, địa ngục ngựa lửa, địa ngục trâu lửa, địa ngục núi lửa, địa ngục đá lửa, địa ngục giường lửa, địa ngục hầm lửa, địa ngục chim lửa, địa ngục cơ răng, địa ngục lột da, địa ngục uống máu, địa ngục đốt tay, địa ngục đốt chân, địa ngục đâm ngược, địa ngục nhà lửa, địa ngục nhà sắt, địa ngục sói lửa. Những địa ngục ấy trong mỗi ngục lớn có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến trăm nghìn tên các địa ngục đều gọi khác nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát lại thưa Đức Phổ Hiền rằng: Thưa bậc nhân giả, đó đều là do chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề làm những điều ác theo nghiệp châu cảm mà hiện ra những địa ngục như thế, nghiệp lực rất lớn, ngang núi Tu Di sâu như biển cả, làm chúng thanh tạo. Vì thế chúng sinh chớ nên coi thường những điều ác nhỏ cho là vô tội, sau khi chết rồi dù cho tội nhỏ như sợi tóc tơ cũng đều chịu báo, kể cả cha con là chỗ thân tình cũng phải mỗi người đi theo mỗi ngả, dầu có gặp nhau cũng không thể chịu thay cho nhau được. Nay tôi nhờ có uy thần của Phật nói qua tội báo ở trong địa ngục, mong nhân rằng nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền đáp: Tuy tôi từ lâu đã rõ tội báo trong ba đường ác, nhưng nay tôi muốn nhân giả nói ra để cho hết thảy chúng sanh làm ác ở đời mặt pháp nghe lời nhân giả mà biết quy giáo pháp của Phật. Ngài Địa Tạng nói: Xin thưa nhân giả, những sự tội báo trong ngục hoặc như địa ngục kéo lưỡi kẻ tội lôi ra để cho trâu kẻ, hoặc có địa ngục moi tim kẻ tội cho dạ xoan, hoặc có địa ngục vạc dầu sôi sục nấu kẻ tội can, hoặc có địa ngục cột đồng cháy đỏ bắt kẻ tội ôm, hoặc có địa ngục lửa mạnh phun ra phóng vào kẻ tội, hoặc có địa ngục lạnh như băng giá, hoặc có địa ngục phân nước vô kẻ, hoặc có địa ngục trông gai chùy sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập ngực lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt cắn, hoặc có địa ngục chó sắt xua đuổi, hoặc có địa ngục buộc vào lửa sắt. Xin thưa nhân giả, những nghiệp ấy trong mỗi địa ngục đều có trăm nghìn thứ đồ hành tội, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Mỗi thứ đồ ấy đều do hành nghiệp tội của chúng sanh mà cảm ứng ra. Nếu tôi nói rộng những sự tội báo ở trong địa ngục, thì trong mỗi ngục lại còn trăm nghìn thứ khổ sở nữa, huống chi nhiều ngục. Nay tôi thừa sự uy thần của Phật và nhân giả hỏi mà nói lược qua, nếu nói rộng ra, dẫu cho cả kiếp cũng không hết được. Như Lai tán thán công đức Địa Tạng Bồ Tát. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn chuyển thân phóng hào quang lớn, chiếu khắp muôn ức hằng hà sa số cõi đức chư Phật, xuất tại âm thanh mà bảo hết thảy thế giới ấy rằng: Tất cả Bồ Tát, trời, rồng, quỷ thần, nhân và phi nhân lắng nghe ta ngay xương dương tán thán công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã hiện ra khắp mười phương thế giới, từ bi thần lực không thể nghĩ bàn để độ hết thảy tội khổ quần mê. Sau ta diệt độ, thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời, rồng, quỷ thần, nhân tảng cần rộng phương tiện hộ vệ kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều thoát hết khổ, vui chứng niết bàn. Phật nói dứt lời, trong pháp hội có một vị Bồ Tát hiệu là Phổ Quảng chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con nghe Đức Thế Tôn khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát có sức uy thần khôn xiết nghĩ bàn.
Kính xin Thế Tôn hãy vì chúng sanh đời mạt pháp này mà nói rõ ràng những sự nhân quả của Ngài Địa Tạng đã làm lợi ích khắp cõi trời người, khiến cho các hàng thiên long tám bộ và các chúng sanh ở đời sau này kính vâng lời Phật. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng cùng tứ chúng rằng: lắng nghe, ta sẽ nói qua những việc phúc đức của Ngài Địa Tạng lợi ích nhân thiên để các ông nghe. Phổ Quảng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: kính vâng lạy Phật, chúng con muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát: về đời sau này, nếu có thiện nam hay thiện nữ nào nghe được danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là khen ngợi, hoặc là đảnh lễ, hoặc là mến mộ, thì người ấy thoát khỏi mọi tội lỗi trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng ơi, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào tô vẽ hình tượng hoặc lấy đất đá, keo sơn, vàng bạc, đồng sắt đắp tượng Địa Tạng Bồ Tát chiêm ngưỡng lễ bái, thì những người ấy sẽ được 100 lần sinh lên ở trong 33 cõi trời, vĩnh viễn không đọa vào đường ác nữa, giả thử hưởng hết phúc ở cõi trời, sinh xuống nhân gian cũng được làm vua, không mất lợi lớn. Nếu có người nữ nhàm chán thân nữ, tận tâm cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng tranh ảnh đất đá, keo sơn, vàng bạc, đồng sắt, ngày ngày như thế không hề chán nản, thường đem hương hoa, các thức ăn uống, y phục, mũ áo, lụa là, tràng phan, tiền bạc, bảo vật dâng cúng, người thiện nữ ấy sau khi hết một báo thân nữ này thì muôn kiếp sau chẳng còn phải sinh vào cõi phụ nữ, huống là phải chịu lầm thân nữ, trừ khi vì lòng từ bi phát nguyện cần thụ thân nữ để độ chúng sinh. Như vậy cho thấy nhờ sức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức, cho nên hàng trăm nghìn vạn ức kiếp chẳng còn phải chịu lầm thân nữ nữa. Lại thế này nữa, Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có người nữ chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, chỉ cần thành tâm chiêm lễ trước tượng Địa Tạng Bồ Tát lâu bằng bữa ăn, người ấy trong hàng nghìn vạn kiếp sau tất sinh là người đầy đủ tướng mạo, không có bệnh tật. Nếu như người nữ thân xấu xí kia không chán thân nữ, thì muôn ức kiếp thường được làm thân công chúa, vương phi, dòng dõi nhà quan hay con trưởng giả, hình vóc đoan trang, tướng mạo xinh đẹp, đó là bởi lòng chí thành kính lễ Địa Tạng Bồ Tát cho nên được hưởng phúc báo như thế. Lại nữa, Phổ Quảng, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào thường đối trước tượng Địa Tạng Bồ Tát dâng tấu âm nhạc, ca hát, tán thán, cúng dường hương hoa, cho đến khuyến hóa một hay nhiều người cũng làm như thế, thì những người ấy nghe trong đời này và cả đời sau thường được 100.000 các vị quỷ thần ngày đêm hộ vệ, không cho những sự ác lọt vào tai, huống còn phải chịu những sự tai vạ bất ngờ hay sao? Này Phổ Quảng ơi, nếu đời sau này nếu có ác nhân, ác thần, ác quỷ thấy có thiện nam, thiện nữ quy cung kính tán thán chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát mà lại dèm chê báng bổ, cho là không có công đức, không lợi ích gì, hoặc nhe răng cười, hoặc chê sâu lưng, hoặc chê trước mặt, xui người cùng chê, xui một người chê hay nhiều người chê, dù chỉ một niệm sinh lòng dèm chê. Những kẻ như thế đến đời hiền kiếp khi nghìn Đức Phật nhập diệt qua rồi, tội báo khen chê vẫn còn bị đọa trong một A Tỳ, chịu tội cực khổ qua kiếp ấy rồi, thụ thân ngạ quỷ trong 1.000 kiếp, lại làm xúc sinh qua 1.000 kiếp nữa mới được làm người. Dù được làm người cũng hạng hèn hạ, các căn không đủ, bị nhiều nghiệp ác ràng buộc vào mình, chẳng được bao lâu lại đoạn đứng ác. Lại Phổ Quảng này, chỉ vì khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội báo như thế, huống chi tự mình sinh tâm ác kiến phá hủy thì sao? Này Phổ Quảng ơi, nếu đời sau này có người nam nào hay người nữ nào ốm đau lâu ngày, liệt giường liệt chiếu, cầu sống không được, cầu chết không xong, hoặc đêm nằm mộng thường thấy quỷ thần hay là người thân dẫn đi đường hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc nghe ác quỷ, ngày tháng năm dài chuyển thành bệnh trọng, trong lúc ngủ mê kêu gào thê thảm chẳng được yên vui, đó đều là vì đang xét tội nghiệp chưa định nặng nhẹ, cho nên muốn chết không chết đi được, muốn khỏi không khỏi. Kẻ phàm mắt tục không rõ việc ấy, phải nên đến trước tượng Phật Bồ Tát lớn tiếng đọc tụng kinh này một biến, hoặc lấy những thứ của kẻ bệnh nhân thường hay ưa thích như là châu báu, dụng vườn, nhà cửa, đối trước người bệnh mà nói to rằng: chúng con tên là, nay vì bệnh nhân, đối trước kinh tượng đem các thứ này cúng dường kinh tượng, hoặc tạo kinh tượng Phật và Bồ Tát, hoặc xây chùa tháp, hoặc mua dầu đèn, hoặc cúng thường trụ, bạch lên 3 lần khiến cho người bệnh nghe tiếng như thế. Giả thử thần thức của cậy bệnh nhân đã bị phân tán hay đã tắt nghỉ, thì hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày cứ lớn tiếng bạch và tụng kinh này, kẻ bệnh nhân đó sau khi chết rồi, dù cho từ trước có những tội nặng, đọa ngục vô gián cũng được thoát hẳn, sinh vào cảnh nào vẫn thường nhớ biết kiếp trước của mình. Huống chi thiện nam hay thiện nữ nào tự mình biên chép, hoặc là bảo người biên chép kinh này, hoặc là tự mình hay bảo người tạo hình tượng Bồ Tát, người đó tất được phước báo lớn lao. Này Phổ Quảng ơi, vì thế nên ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm khen ngợi hoặc là cung kính đối với kinh này, thời ông nên dùng 100.000 phương tiện khuyên dạy người đó một lòng chăm chỉ, chớ đừng chán bỏ, thì ngay đời này và cả đời sau sẽ được 100.000 vạn ức công đức không thể nghĩ bàn. Lại còn đây nữa, Phổ Quảng Bồ Tát,
Về đời sau này, nếu có chúng sinh hoặc khi mơ mộng, thấy các quỷ thần và các hình lạ, hoặc là buồn bã, khóc lóc, thở than, rầu rĩ kêu van, hãi hùng, sợ sệt, đó đều là do họ hàng mẹ cha, vợ chồng, con cái, quyến thuộc nội ngoại về những kiếp xưa, hoặc là một đời trăm đời nghìn đời đương đoạn ngã chưa được giải thoát, không chỗ trông mong và phúc lực nào để cứu khổ não, nên mới tìm về cầu cứu những người quyến thuộc kiếp xưa, khiến làm phương tiện cầu nguyện thoát ra khỏi các đường ác. Này Phổ Quang ơi, ông nên dùng sức uy thần, khiến cho các quyến thuộc ấy đều đối trước tượng chư Phật Bồ Tát, dốc lòng thành kính tụng đọc kinh này, hoặc thỉnh người đọc đủ số 3 biến cho đến 7 biến. Như vậy thì những quyến thuộc đứng mắc trong đường ác kia, nghe tiếng tụng kinh khi đủ số biến liền được giải thoát, từ đó trở đi trong lúc chiêm bao không còn mơ thấy ai hiện về nữa. Lại nữa Phổ Quản. Về đời sau này, có những hạng người nô tỳ hèn hạ cho đến những người mất quyền tự do, đều biết rõ vì nghiệp xưa của mình đời trước gây ra, nay cần sám hối, thời phải trí tâm chiêm lễ trước tượng Địa Tạng Bồ Tát trong cả 7 ngày và niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát đủ 1 vạn lần. Như vậy thì những hạng ấy khi chịu hết nghiệp báo thân hèn hạ trong đời này rồi, hàng trăm nghìn kiếp ở về đời sau thường sinh vào hàng dòng dõi tôn quý, vĩnh viễn không đọa vào đường ác nữa. Lại nữa Phổ Quản, về đời sau này, nơi Diêm Phù Đề, hàng Sát Đế Lợi và Bà La Môn, trưởng giả cư sĩ cả các bậc ấy cùng dòng họ khác và các dân tộc, như có người nào mới sinh nở được bé trai bé gái, trong vòng 7 ngày sớm vì đứa bé mà tụng kinh điển không xích nghị bàn, lại vì đứa bé mà niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát đủ 1 vạn lần. Nếu được như vậy, thời đứa bé đó dù cho kiếp trước của gây tội chi đều được giải thoát, đứa bé yên ổn, vui vẻ, dễ nuôi, lại được sống lâu. Nếu như đứa bé kiếp xưa sẵn có phúc đức thụ sinh, càng thêm vui hơn, được sống lâu hơn. Lại nữa Phổ Quản, về đời sau này, trong tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, 16, 18, 23, 24, 28, 29, 30, đó là những ngày kết tập xử tội, định nghiệp nặng nhẹ, chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề. Suy nghĩ hành động đều là nghiệp cả, đều là tội cả, huống hồ lại còn phóng túng giết hại, trộm cắp, tà dâm phóng ngữ đủ đường, gây ra trăm nghìn thứ tội nữa. Nếu chúng sinh nào 10 ngày chạy ấy, đối chức hình tượng chư Phật, Bồ Tát và các thánh hiền, tụng đọc một biến trong khóa kinh này thì khắp Đông Tây Nam Bắc trong vòng 100 do tuần đều hết tai nạn. Ngay trong nhà ấy, lớn bé già trẻ từ đó về sau hàng trăm nghìn năm xa lìa đường ác. Trong 10 ngày trai, mỗi ngày tụng đọc một biến kinh này thì hiện đời này nhà ấy không mắc những bệnh đột xuất, cơm ăn áo mặc đều được dư thừa. Này nữa Phổ Quản, vì thế biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có sức uy thần vô cùng lớn lao, trăm nghìn vạn ức những sự lợi ích khó nói hết ra, chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng, cho nên khi nghe thấy danh Bồ Tát, thấy tượng Bồ Tát, cho đến chỉ nghe dù là 3 chữ, 5 chữ kinh này hoặc một bài kệ hay một câu văn, thì chúng sinh đó ngay đời hiện tại được vui lạ thường, trăm nghìn vạn kiếp về đời vị lai được đẹp thân hình, lại được thác sinh vào nhà tôn quý. Khi bấy giờ ngài Phổ Quang Bồ Tát nghe Đức Như Lai khen ngài Địa Tạng, nghe xong Bồ Tát liền quỳ chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con vẫn biết rằng bậc đại sĩ ấy có sức uy thần khôn xích nghĩ bàn và sức thệ nguyện lớn đã từ lâu, nên con vì muốn chúng sanh đời sau khiến cho rõ biết những sợi lợi ích, nên con mới thưa hỏi Đức Như Lai. Vâng, con đã nghe, nay xin lĩnh thụ. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này nên đặt tên là kinh gì? Xin bảo cho con về cách lưu hành truyền bá thế nào. Đức Phật bảo ngài Phổ Quang Bồ Tát, kinh này cả thảy có 3 danh hiệu, một gọi là kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, hai gọi là kinh Địa Tạng Bổn Hạnh, ba gọi là kinh Địa Tạng Bổn Thệ Lực. Nguyên vì Địa Tạng từ bao đời kiếp xa xưa đến nay thường phát nguyện lớn làm lợi chúng sinh, cho nên các ông phải theo nguyện mà lưu hành truyền bá. Bồ Tát Phổ Quản nghe rồi tin nhận, chắp tay cung kính đảnh lễ mà lui. Phẩm thứ 7. Lợi ích cả kẻ còn người mất. Khi bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem chúng sinh cõi Diêm Phù Đề cất nhắc tay chân, động tâm suy nghĩ đều sinh tội cả, nếu gặp điều lợi phần nhiều thoái mất tâm tốt ban đầu, hoặc gặp ác duyên thì càng thêm ác. Những hạng người đó như đội đá nặng đi trên bùn lầy, đá nặng càng nặng, chân lún xuống sâu, ngập chìm khốn đốn. Nếu những kẻ đó gặp thiện tri thức đội bớt đá cho hoặc đội cả cho, mà người tri thức lại có sức khỏe dìu đỡ kẻ đó bước được vững vàng tới chỗ bằng phẳng, thời phải nên nghĩ đến đường xấu kia mà đừng trở lại đường hiểm ấy nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sinh ấy quen theo thói ác, từ việc nhỏ ít cho đến số nhiều không lường đếm được. Những chúng sinh ấy đã nhiễm thói ác thì khi lâm chung, họ hàng nam nữ nên vì người ấy tu tạo phúc lành để giúp đỡ thêm tiền đồ cho họ, như treo các thứ tràng phan bảo cái, đốt đèn thắp hương, tụng đọc kinh này, cúng dường tượng Phật và niệm Phật hiệu, niệm danh Bồ Tát, danh Bích Chi Phật.
làm cho mỗi câu mỗi một danh hiệu lọt vào lỗ tai người sắp mệnh chung, khi ấy thần thức còn nghe biết được. Cứ theo nghiệp ác của các chúng sinh đã gây tạo ra, xét về quả báo, đáng lẽ người đó phải đọa đường ác. Song nhờ họ hàng đã vì người đó làm nhân thánh đạo, cho nên hết thảy các tội báo kia đều được tiêu diệt. Nếu vì kẻ kia sau khi đã chết trong 49 ngày làm nhiều việc thiện thì có thể khiến cho vong nhân ấy thoát hẳn đường ác, sinh lên cảnh trời hoặc trong cõi người, hưởng thụ những sự cực kỳ vui thú mà cả họ hàng hiện tại cũng được lợi ích vô cùng. Vì thế con nay đối chức Đức Phật cùng với trời, rồng và tám bộ chúng, nhân và phi nhân, khuyên các chúng sinh cõi Diêm Phù Đề, khi có người mất phải nên cẩn thận, chớ có sát sinh, chớ gây nghiệp ác, cũng đừng bày biện tế lễ quỷ thần, kêu cầu ma quái. Lý do vì sao? Vì việc giết hại cho đến tế lễ không được phúc báo, chẳng lợi ích gì cho người chết cả, mà chỉ có kết duyên tội nặng thêm cho người chết đó. Giả thử đời này hay là đời sau, vong nhân ấy được dự phẩm quả thánh, đáng được sinh vào cõi nhân cõi thiên, mà chỉ tại vì trong lúc lâm chung bị người họ hàng gây những nhân ác, cũng có thể khiến cho vong nhân ấy bị mắc vạ lây, phải đi đối chứng, chậm sinh cảnh lành. Huống kẻ chết kia khi sống ở đời chưa từng làm được một chút thiện căn, cho nên bản nghiệp cứ thế dắt đi đọa vào đường ác. Vậy họ hàng lại nỡ nào làm cho tội nghiệp người ấy phải gánh nặng thêm? Ví như có người từ nơi xa đến đói ăn 3 ngày mà đồ mang vác nặng hơn 100 cân, bỗng gặp người quen lại nhờ mang hộ bít đồ vật nữa, vì thế lại nặng càng khốn khổ thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xem chúng sinh cõi Diêm Phù Đề trong pháp Phật dạy, nếu có thể làm một việc thiện lành dù bằng sợi tóc, giọt nước, hạt cát hay bằng mày bụi, như thế hết thảy đều được lợi ích. Khi ngài Địa Tạng bạch lời đó xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng được quả vô sinh, chỉ vì ông muốn hóa độ thập phương nên mới hiện ra làm thân trưởng giả, chắp tay cung kính hỏi ngài Địa Tạng: Xin thưa đại sĩ, trong cõi Diêm Phù có chúng sinh nào sau khi mất rồi mà trong họ hàng có người lớn nhỏ vì người mất đó làm việc công đức cho đến làm chay làm các nhân lành, thời người mất đó có được lợi ích và giải thoát không? Ngài Địa Tạng đáp: Nay tôi nhờ có uy thần của Phật, xin vì chúng sanh đời này đời sau mà nói việc đó. Này ông trưởng giả, tất cả chúng sanh hiện tại vị lai lúc sắp mệnh chung mà được nghe một danh hiệu Đức Phật, danh hiệu Bồ Tát hay một danh hiệu của Bích Chi Phật, thời không kể gì có tội hay không đều được giải thoát. Nếu có người nam hay người nữ nào trong lúc còn sống không tạo phúc lành, lại gây nhiều tội, sau khi mất rồi, họ hàng cốt nhục biết về người đó làm việc phúc lợi và các việc Phật, thì trong 7 phần số lượng công đức, người chết chỉ được hưởng có 1 phần, còn lại 6 phần người làm được hưởng. Vì thế cho nên thiện nam thiện nữ đời này đời sau nghe lời nói đó nên gắng công tu thì sẽ được hưởng trọn phần công đức. Quỷ dữ vô thường đột nhiên nói đến, thần hồn mờ mịt chưa rõ tội phúc trong 49 ngày như ngây như điếc, hoặc phải đến tòa biện luận nghiệp quả, khi thẩm định xong thời phải theo nghiệp mà đi thụ sinh. Trong khi chưa biết sự thể ra sao cũng đã phải chịu muôn nghìn sầu khổ, huống là bị đọa vào các đường ác. Vong nhân mất đó khi chưa thụ sinh, trong 49 ngày lòng hàng mong mỏi họ hàng cốt nhục làm các việc phúc được cứu giúp cho, qua 49 rồi thời cứ theo nghiệp mà đi thụ báo. Nếu kẻ mất đó thuộc hạng tội thường cũng còn bị đọa hàng trăm nghìn năm không ngày giải thoát. Nếu như kẻ phạm năm tội vô gián, đọa đại địa ngục thì muôn nghìn kiếp chịu mãi khổ đau. Lại nữa trưởng giả, chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế sau khi chết rồi, họ hàng cốt nhục trong lúc làm chay cầu thêm phúc lành cho người chết ấy, thì lúc chưa làm hay lúc đang làm, nước gạo và rau các thứ không được đổ vãi xuống đất, cho đến thực phẩm chưa hiến cúng Phật và Thánh Hiền Tăng thì không được ăn trước khi dâng cúng. Nếu ăn trái phép và làm không sạch thì người chết kia chẳng được lợi lạc. Nếu cúng Phật Tăng những thứ tinh sạch thì trong 7 phần số công đức đó, người chết cũng có hưởng được 1 phần. Này ông trưởng giả, vì thế cho nên chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, nếu vì cha mẹ hay kẻ họ hàng sau khi mất rồi mà muốn làm chay, giúp lòng cúng dường được như vậy, thì kẻ còn người mất đều được lợi ích. Khi ngài Địa Tạng nói lời này xong, cung trời đau lợi có hàng nghìn vạn ức na do tha, quỷ thần trong cõi Nam Diêm Phù Đề hết thành phát tâm Bồ Đề vô lượng. Còn ông trưởng giả Đại Biện hoan hỉ vâng lời dạy bảo, làm lễ mà lui. Phẩm thứ 8, các vua Diêm La tán thán công đức. Khi bấy giờ trong núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương, các vua Diêm La thiết tập cùng lên cung trời đau lợi đến chỗ Đức Phật. Các quỷ vương đó tên hiệu gọi là quỷ vương Ác Độc, quỷ vương Đa Ác, quỷ vương Đại Tranh, quỷ vương Bạch Hổ, quỷ vương Huyết Hổ, quỷ vương Xích Hổ, quỷ vương Gieo Tai Họa, quỷ vương Phi Thân, quỷ vương Điện Quang, quỷ vương Nanh Sói, quỷ vương Ngàn Mắt, quỷ vương Ăn Thú Vật, quỷ vương Vác Đá, quỷ vương Chủ Hao Tổn, quỷ vương Chủ Tai Họa, quỷ vương Chủ Tài Sản, quỷ vương Chủ Thực Phẩm, quỷ vương Chủ Gia Súc, quỷ vương Chủ Loài Chim, quỷ vương Chủ Loài Thú, quỷ vương Chủ Yêu Mị, quỷ vương Chủ Sản Dục, quỷ vương Chủ Sinh Mệnh, quỷ vương Chủ Tật Bệnh, quỷ vương Chủ Hiểm Nguy, quỷ vương Ba Mắt, quỷ vương Bốn Mắt, quỷ vương Năm Mắt,
Quỷ vương kỳ lợi thất, quỷ vương đại kỳ lợi thất, quỷ vương kỳ lợi xoa, quỷ vương đại kỳ lợi xoa, quỷ vương ana cha, quỷ vương đại ana cha. Những đại quỷ vương như thế cùng với hết thảy trăm nghìn tiểu quỷ vương khác ở khắp trong cõi Nam Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có trụ sở. Những quỷ vương cùng các vua Diêm La đều được nâng nhờ uy thần của Phật và sức của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng lên được tới cung trời Đao Lợi đứng qua một phía. Khi bấy giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ vương đều được nâng nhờ uy thần của Phật và ngài Địa Tạng, lại nhờ đã gây được chút duyên lành nên mới được đến cung trời Đao Lợi dự đại hội này. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ muốn được bạch hỏi, quý xin Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo với vua Diêm La rằng: Ông cứ việc hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ cho. Khi bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn xong, ngoảnh lại ngưỡng trông Địa Tạng Bồ Tát mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con ta nhận thấy Địa Tạng Bồ Tát dùng nhiều phương tiện cứu khổ chúng sinh khắp trong sáu đường mà không mỏi mệt. Bậc Đại Bồ Tát có sức thần thông cứu khổ khôn diễn nghĩa bàn như thế, nhưng sao chúng sinh vừa thoát khỏi tội chẳng được bao lâu lại phải bị đoạn vào trong đường ác? Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát đã có sức thần khôn diễn như thế, tại sao chúng sinh chẳng chịu nương theo đường thiện để được vĩnh viễn giải thoát? Xin Đức Thế Tôn giảng cho con rõ. Bấy giờ Đức Phật bảo với vua Diêm La rằng: Chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề căn tánh ương ngạnh, thật khó dạy dỗ, thật khó uốn nắn. Vị Bồ Tát đây trải trăm nghìn kiếp đã từng cứu bàn những chúng sinh đó cho sớm giải thoát. Những kẻ tội báo dù cho bị đọa vào đường ác lớn, Địa Tạng Bồ Tát cũng dùng đủ sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, khiến cho nhiều rõ được việc đời trước. Tại vì chúng sinh ở cõi Diêm Phù kết tập ác nặng, cho nên đường ác hết ra lại vào, khiến cho Bồ Tát khó nhọc nhiều kiếp làm việc cứu độ. Ví như có người quên mất nhà mình lạc vào đường hiểm, trong đường hiểm đó có nhiều dạ xoa, hổ, sói, sư tử, chăn rết, rắn độc. Người quên nhà đó đang đi đường hiểm, chỉ giây phút nữa là sẽ bị hại. May có một vị trí thức hiểu biết nhiều phép thuật lạ, có thể ngăn cản những quỷ dạ xoa, các loài độc hại. Trí thức chợt gặp người quên nhà kia đang vào đường hiểm, bèn vội bảo rằng: Ô hay ông kia, vì lý do gì mà vào đường này, liệu có phép lạ ngăn được các loài độc hại ấy không? Người lạc đường đó cũng nghe nói thế mới biết đường hiểm, vội lui trở lại cầu ra khỏi đường. Vị thiện trí thức nắm tay dắt dìu dẫn người lạc đó ra ngoài đường hiểm khỏi sự độc hại, đến con đường lành giúp cho yên ổn rồi mới bảo rằng: Ông thấy sợ chưa, từ nay trở đi chưa có bước chân vào đường này nữa, nếu đã bước vào khó mà ra được, lại còn tổn hại cả tính mạng kia. Người lạc đường đó sinh lòng cảm phục. Khi sắp chia tay, trí thức lại dặn: Nếu ông có gặp những ai quen biết cùng người đi đường, dù nam hay nữ, cũng nên mách bảo cho họ biết rằng con đường đó có nhiều sự độc ác hại đến thân mệnh, chớ để cho họ tự vào chỗ chết. Vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi cứu vớt chúng sinh mắc tội khổ não, muốn cho chúng được sinh cõi trời người hưởng sự vui sướng. Những kẻ tội đó biết rõ sự khổ trong đường ác nghiệp, khi được thoát ra không bao giờ còn dám quay vào nữa. Nhưng người quên nhà bị lạc đường kia, gặp thiện tri thức dắt cho ra khỏi, không bao giờ còn đi lạc vào nữa. Gặp thấy người khác lại bảo người ta chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình mê nên lạc đường, nên được thoát rồi chẳng còn lạc nữa, nếu còn lạc vào tất là còn mê. Không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc vào rồi suýt thời mất mạng. Cũng như chúng sinh bị đọa đường ác, Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện khiến được thoát ra mà được sinh lên cõi trời cõi người rồi lại tái đọa. Nếu nghiệp kết nặng mãi đọa địa ngục không có ngày ra. Khi bấy giờ có ác độc quỷ vương chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, quỷ vương chúng con số đông vô lượng ở cõi Diêm Phù, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người, mỗi vị một khác đều không giống nhau. Lại vì nghiệp báo khiến quyến thuộc con dạo cách thế giới lành ít dữ nhiều, khi đi qua nhà buồng phòng người ta hoặc là thành ấp xóm làng trại vườn, nếu thấy có người nam hay người nữ nào dẫu chỉ làm được một việc thiện nhỏ như trong một lá phan, một bảo cái, ít hương ít hoa, cúng dường tượng Phật và tượng Bồ Tát, đọc tụng tôn kinh, đốt hương cúng dường cho một câu văn hay một bài kệ, thì hàng quỷ vương chúng con kính lễ người đó cũng như kính lễ chư Phật đời xưa, đời nay và đời sau vậy. Chúng con truyền cho các hàng tiểu quỷ có uy lực lớn và các thổ địa có phần trách nhiệm hộ vệ ở đó, giữ gìn không để cho những việc giữ tai nạn đột xuất, bệnh tật hiểm nghèo cho đến những việc chẳng được như ý xảy ra ở gần những khu nhà ấy, huống là còn vào đến cửa được ư? Đức Phật khen ngợi bảo quỷ vương rằng: Hay thay, hay thay, các ông cùng với các vua Diêm La thường hay hộ vệ những người thiện nam thiện nữ như thế, ta cũng truyền cho các vị vua trời Phạm Vương Thế Thích hộ vệ các ông. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn nói đến đấy xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ Mệnh chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay cái nghiệp duyên căn bản của con chuyên trở qua về tuổi thọ của người cõi Diêm Phù Đề, khi sinh khi tử con đều chủ trương cứ như bản nguyện của con, thực có lợi ích rất lớn, chỉ vì chúng sinh không hiểu ý con đến khi sinh tử cầu chẳng được yên, tại làm sao vậy? Vì rằng những người cõi Diêm Phù Đề trước khi sinh nở chẳng thể con trai hay là con gái, nên làm việc thiện để thêm phúc đức lợi ích trong nhà,
khiến thần thổ địa vô cùng mừng rỡ, thường ủng hộ cho cả hai mẹ con đều được yên ổn, họ hàng cũng được thêm phần lợi ích. Hoặc sau khi sinh nên phải cẩn thận, đừng giết hại vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho sản phụ ăn, và cũng chưa nên hội tụ họ hàng ăn uống rượu thịt, ca nhạc đàn hát, khiến hai mẹ con không được yên vui. Vì sao như thế? Vì lúc sinh nở nguy hiểm khó khăn, có nhiều ác quỷ tinh mị võng lượng muốn ăn tinh huyết, thì con sớm sai thần linh thổ địa giúp cho mẹ con người ấy yên lành và được lợi ích. Gia đình người ấy thấy mình được hưởng những sự yên ổn vui vẻ như thế, đáng lẽ phải nên làm điều phúc lành đền ơn thổ địa, trái lại họ ham giết hại súc vật, thế đãi họ hàng, bởi những lẽ ấy mình tự gây họa, phải chịu lấy vạ, mẹ con tổn hại lắm sự oan gia. Lại người trong cõi Nam Diêm Bồ Đề đến lúc mệnh chung, bất luận người lành hay là kẻ dữ, con đều không muốn cho họ bị đọa vào các đường ác, huống chi người nào trong lúc sinh thời biết tu tạo phúc lại được tăng sức hộ vệ của con. Cõi Diêm Phù Đề những người làm thiện đến lúc mệnh chung mà cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ở các ngã, hoặc biến hiện ra hình tướng mẹ cha hay người quen thuộc, lừa gạt dẫn dắt hồn người chết kia khiến vào ác đạo, huống chi những kẻ trong lúc sinh thời đã gây tội ác. Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy những kẻ nam giới hay là nữ giới cõi Diêm Phù Đề đến khi sắp chết, thần thức hôn mê không phân biệt được điều lành điều dữ, cho đến tai mắt không còn thấy nghe, thì hàng thân quyến phải nên lập đàn và cúng dường lớn, đọc tụng tôn kinh, niệm danh hiệu Phật và hiệu Bồ Tát, tu tạo thiện duyên phúc lành như thế có thể khiến cho con giả giải thoát khỏi những đường ác, các thần ma quỷ đều phải tránh xa. Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy chúng sanh lúc sắp mệnh chung mà được nghe một danh hiệu Đức Phật, danh hiệu Bồ Tát hoặc một câu văn như một bài kệ kinh điển đại thừa, con xem thấy những hạng người như thế, trừ hạng bị phạm năm tội vô gián cùng tội sát hại, còn hạng tội nhỏ đáng lẽ bị đọa liền được giải thoát. Đức Phật bảo chủ mệnh quỷ vương rằng: vì ông có lòng đại từ đại bi nên đã rộng phát thiện nguyện như thế để cứu chúng sinh trong lúc sinh tử. Về đời sau này, nếu có người nam hay người nữ nào đến khi sinh tử, thì ông đừng nhãng quên bản nguyện ấy, khiến cho tất cả đều được giải thoát mãi mãi yên vui. Chủ mệnh quỷ vương bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin đừng bận tâm. Trọn đời của con luôn luôn cứu hộ chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, khi sinh khi tử đều được yên vui. Con xin nguyện rằng những chúng sinh kia khi sinh khi tử tin theo lời con, thì không một ai mà không giải thoát được lợi ích lớn. Khi ấy Đức Phật nói với Ngài Bồ Tát Địa Tạng: ông Đại Quỷ Vương chủ thọ mệnh đây, đã từng trải qua hàng trăm nghìn kiếp làm Đại Quỷ Vương cứu độ chúng sinh trong lúc sinh tử. Bậc đại sĩ ấy vì lòng từ bi nên phát nguyện làm thân Đại Quỷ Vương, chứ thật đúng ra không phải quỷ đâu. Sau đây qua 170 kiếp, ông đó sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp hiệu An Lạc, nước gọi Tịnh Trụ, tuổi thọ của Ngài không thể tính kiếp. Này Địa Tạng ơi, công việc của ông Đại Quỷ Vương này không thể nghĩ bàn, cõi trời cõi người được vị ế độ cũng nhiều vô kể.